Siêu nhân Nguyễn Lân Thắng, người từng nổi danh với phát ngôn một mình chốc cả trong công an các loại, vốn im hơi lặng tiếng đã lâu, nay đã trở lại với những phát ngôn ngày càng ăn hại. Dư luận mạng mấy ngày nay xôn xao về trình độ dân trí của Nguyễn Lân Thắng và những người tự xưng nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền. Có vẻ như sau chiến dịch cổ vũ đám trẻ con triết học đường phố với avatar zombie không não, đầu óc của Nguyễn Lân Thắng đã vô phương cứu chữa. Trong một status mới đây, Nguyễn Lân Thắng đã khiến cộng đồng mạng trố mắt về trình độ của một blogger yêu nước, một nhà dân chủ yêu Mỹ, khi hăm hở phán rằng tại sao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lại không mặc quân phục nhỉ, và chửi xéo hả hê vì tìm được cớ hạ nhục quân binh nhà ta, trông chẳng khác gì mấy thằng hầu phòng đai mũ chỉnh tề xếp hàng chờ lượt phục vụ mấy quý ông. Một dòng trạng thái thể hiện rõ sự thiếu hiểu biết của chủ nhà. Nhưng ngoái oăm thay, chưa đầy một ngày sau, người ta đã đếm được hơn 600 người bấm like cho dòng trạng thái này của Nguyễn Lân Thắng. Các thành viên của Low You, ông cựu viện trưởng ISEE Lê Quang Bình đến những thành viên thế hệ xanh mới được đoàn tràng kết lạc vào phong trào biểu tình thế hệ mới như Nguyễn Anh Tuấn, Cao Vĩnh Thịnh là những người like nhiệt tình nhất. Nguyễn Lân Thắng được coi là một nhà dân chủ khoa học hiếm hoi với tấm bằng kỹ sư của Đại học Kiến trúc Hà Nội. Sinh ra và lớn lên trong gia đình Nguyễn Lân danh giá, Nguyễn Lân Thắng được kỳ vọng là một gương mặt sáng giá đại diện cho giới trí thức dân chủ. Tuy nhiên, qua tất cả những gì Thắng đã thể hiện, người ta không dám mong gì hơn ngoài việc Thắng sẽ động não kỹ hơn trước khi nói. Bản thân Thắng tự nhận là một nhà đấu tranh dân chủ, luôn luôn tôn thờ, coi nước Mỹ như một mục tiêu. Thế nhưng, Thắng lại thiếu những kiến thức cơ bản nhất về bộ máy hành chính của nước Mỹ. Trong status chỉ xéo của mình, Nguyễn Lân Thắng cho rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ không mặc quân phục mà mặc vest trông như những ông chủ, mà không biết rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ là dân sự, mà đã là dân sự thì lấy đâu ra quân phục mà mặc. Trong lúc Tổng thống Hoa Kỳ là người lãnh đạo tổng thể về quân sự, thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là một bộ hành chính liên bang, đóng vai trò là cơ quan chính, nơi mà các chính sách quân sự được thực hiện. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là một người thuộc giới dân sự và là một thành viên trong nội các Hoa Kỳ. Theo luật liên bang Mỹ, họ không cho phép quân nhân trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thậm chí ngay cả quân nhân về hưu cũng không được đảm đương chức vụ này trong vòng 7 năm kể từ khi họ giải ngũ. Dư luận đã bình luận hài hước rằng những người luôn thần tượng chế độ đa nguyên của nước Mỹ, nhưng những điều cơ bản nhất về thể chế này lại không biết. Xem ra, Nguyễn Lân Thắng và cơ số những kẻ ăn theo không hề xứng đáng với bốn chữ trí thức dân chủ. Và ắt hẳn, nước Mỹ sẽ cảm thấy rất xấu hổ về những fan cuồng này. Tuy nhiên, nếu nói tất cả những kẻ tự nhận đấu tranh cho tự do dân chủ là thiểu năng não bộ thì thật là oan uổng. Vì đã có không ít người bình luận phía dưới cũng đang cố thông não cho Nguyễn Lân Thắng về bộ máy chính trị của Mỹ khác với Việt Nam như thế nào. Nhưng có lẽ, Nguyễn Lân Thắng sau khi cố dặn cho ra bằng được cái cớ để chửi quàng trên Facebook cho hoàn thành nhiệm vụ đấu tranh dân chủ thì đã im thin thít rồi lặn mất tăm. Anh ta đã thực hiện đúng công thức của những nhà đấu tranh dân chủ, quăng một quả bom lên mạng rồi lặn mất hút, sau đó thì âm thầm xóa bình luận và block những ai comment trái ý anh ta. Đây đã trở thành thứ văn hóa được bảo hộ của những nhà dân chửi này. Ai chửi quàng, chửi xiên, chửi móc máy thì càng chứng tỏ đẳng cấp trong làng nghề đấu tranh dân chửi. Cám cảnh về tình trạng của những kẻ sống không cần não, nhiều người đã không giấu được sự bức xúc. Facebook Hoàng Thọ Tuyên bình luận, cô con Lân Thắng này là hạng không nghe phải trái đâu. Thằng ngu vào tán thưởng nó thì nó coi là thượng khách. Người khôn phản biện và nói lý lẽ, nhưng trái ý nó là nó thẳng tay block. Facebook Vũ Minh Khiêm thì cho rằng thằng này là sản phẩm lỗi gen của dòng họ Nguyễn Lân danh giá. Giờ đây, thiên hạ đã hiểu vì sao Phạm Thị Đoan Trang bình luận trong nội bộ nhóm Nhật ký yêu nước xếp Nguyễn Lân Thắng cùng hạng với Bùi Hằng. Lâu nay, các nhà dân chửi vẫn bấu víu vào những lời tiên tri cuối năm cộng sản sẽ sụp đổ. Họ vẫn ảo tưởng về một ngày nào đó chế độ hiện tại sẽ tan rã và họ sẽ là những người kế cận đứng lên nắm quyền lãnh đạo đất nước. Vì vậy, ai cũng cố gắng thể hiện mình là một ứng cử viên sáng giá bằng việc chửi chế độ càng nhiều càng tốt. Phải chăng, đến bây giờ, thời đại của Internet, họ vẫn ôm ảo tưởng rằng chế độ hiện tại sẽ sụp đổ chỉ vì vài câu chửi độc vu vơ trên mạng xã hội của họ.